Cuộc đua trên bùn thường niên mới đây được tổ chức tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, thu hút hơn 4.000 người tham gia. Tất cả thí sinh đều vượt qua 26 chướng ngại vật, trong đó có cả thử thách trên phao nổi và dây thừng. Tôi hy vọng cuộc đua có thể mang đến những trải nghiệm khác biệt so với các cuộc đua bình thường. Khi họ đối mặt với các thử thách của bùn và chướng ngại vật, họ phải tự vượt qua tất cả. Trong cuộc đua, họ có thể thể hiện khả năng và giúp đỡ các thành viên xung quanh. Kết thúc cuộc thi, anh Joe Pingguan đã giành chiến thắng ở hạng mục nam với thành tích 39 phút 28 giây, trong khi chị Jiang Siqing giành chiến thắng ở hạng mục nữ với thời gian 53 phút 48 giây. Những người thắng cuộc nhận được phần thưởng trị giá khoảng 1.180 đô la Mỹ. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi lăn trong bùn. Tôi thấy mệt vì phải sống trong thành phố một thời gian dài và chẳng có thời gian để chơi như thế này. Thật vui khi được thử thách những điều trước đây chưa bao giờ làm. Rất vui đấy. Thành phố Thượng Hải là nơi thứ ba ở Trung Quốc diễn ra giải thi đấu trên bùn và cuộc đua tiếp theo sẽ diễn ra ở thành phố Thâm Quyến vào tháng 8 tới.